là nguồn mặt cảm và mặt cảm của cuộc đời. Bởi vì do họ là họ đã họ là khiêm, tức là khiêm biết, tức là thua người bình thường. Theo cái suy nghĩ của họ là coi như là thua người bình thường à, thì kiếm thích giống như là kiếm là kiếm biết nghĩa là mất một cái gì đó so với người bình thường. Thành ra người ta lại càng buồn, càng mang cái mặt cảm nếu mà dùng từ kiếm thích. Thành ra trên thế giới hiện nay họ không dùng từ kiếm thích, họ cho rằng là cha mẹ sanh ra là biết tâm, hoặc là cha mẹ sanh ra nói được nhưng sau đó bị bệnh rồi biết tâm. Thì một là cha mẹ sanh ra là sau đó bị bệnh rồi biết tâm, hai là ông trời sanh ra là biết tâm. Thì người biết tâm như là người bình thường chứ không có họ không có cái thua kém gì người bình thường cả. Thật ra khi nói cái từ kiếm tính là làm cho người biết tâm càng mặc cảm càng buồn hơn, mà nếu nói từ biết